trí đâu hết ta. Sao tự nhiên thấy nổi da gà, trời ơi lạnh quá à, mà mình thì có một mình nữa chứ. Ừ, cứ biến đây. Thôi, đừng la nữa, người quen tí đây. Trời ơi, hết hồn luôn à, tại sao ngày hôm nay lại có cái kiểu xuất hiện dị hợm như vậy? Thật ra thì Trí cũng chỉ muốn tạo cho Khanh cảm giác hồi hộp chút xíu thôi. Bởi vì điểm đến ngày hôm nay của chúng ta cũng rất là đặc biệt luôn. Rất là đặc biệt. Và mỗi khi mà nghe đến cái tên này thôi thì mọi người cũng sẽ cảm thấy hồi hộp như Khanh lúc nãy vậy đó. Trời ơi, tim muốn rớt xuống đất luôn rồi. Trời, biết người ta bị yếu tim không? Mà rốt cuộc là cái địa điểm mà bí mật đó là nó nằm ở đâu vậy? Thật ra thì thôi, đã lỡ đầu tư cho hồi hộp rồi thì phải để nó gây cấn đã. Địa điểm ngày hôm nay sẽ được tiết lộ ở phần sau chương trình. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin du lịch ngay sau đây. Hà Nội và Hội An nằm trong chiến lược du lịch đô thị của Việt Nam, tầm nhìn đến năm 2030. Do đó, trong thời gian tới, hai thành phố này sẽ chú trọng khai thác các yếu tố văn hóa gắn với lối sống đô thị như Hà Nội với các món ăn vỉa hè, Hội An với lối sống đô thị cổ. Và du lịch đô thị của Hà Nội hay Hội An được phát triển theo hướng thân thiện với môi trường. Khánh Hòa xây cảng Nha Trang thành cảng đón tàu quốc tế hiện đại, tiếp nhận những tàu khách nước ngoài bằng đường biển, giúp phát triển du lịch. Cảng Nha Trang có 4 cầu bến với tổng diện tích kho bãi 80.000 m2, cho phép tàu quốc tế neo đậu vận chuyển hàng hóa. Vị trí xây dựng cảng du lịch quốc tế nằm dọc đường Trần Phú, trung tâm Khánh Hòa, thuận tiện kết nối giao thông, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho phát triển Nha Trang trong tương lai. Sao đây, tin cướp biển giả mạo kia nóng mau, tại sao ngay từ đầu đã làm tôi hú hồn hú vía rồi? Thực ra là ngày hôm nay đã làm cho Kiều Khanh một phen hú vía thì thôi, Hoàng Chí sẽ chuộc lỗi bằng cách là không đón mò đón non gì nữa hết. Ngay bây giờ sẽ bật mí cho Kiều Khanh cũng như là quý vị khán giả điểm đến ngày hôm nay, đó chính là đảo Hải Tặc. Chứ mà nghe đến tên thôi thì chúng ta cảm thấy là đã muốn đặt chân đến đây để khám phá rồi, đúng không? Thực ra đây là một hòn đảo thuộc thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Wow, tên một hòn đảo mà nghe thôi là đã thấy có vẻ là có mùi phiêu lưu ở đây rồi đó ha. Thì thực sự là Khanh cũng đang rất muốn khám phá vùng đất này rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi nha. Bạn muốn đi biển? Bạn muốn vượt theo cách của riêng mình? Đảo Hải Tặc là một trong những địa chỉ thú vị để bạn khám phá. Vì sao ư? Hãy theo chân những bạn trẻ hôm nay nhé! Mất 30 phút di chuyển bằng tàu cao tốc, nhóm bạn trẻ của chúng ta đã đến với Hòn Tre Lớn, hay còn gọi là Hòn Đốc, là trung tâm xã đảo Tiên Hải, nơi tập trung dân cư sinh sống. Ngay lập tức, bạn sẽ có hai phương tiện di chuyển để họ lựa chọn, đó là xe ôm và xe điện. Nhóm bạn trẻ và những du khách khác đã lựa chọn xe điện. Với 20.000 đồng, họ đã được người hướng dẫn viên vui tính chở đi một vòng quanh đảo để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên nơi này. Sau cuộc hành trình về với xe điện, một chiếc xe đạp như thế này là lựa chọn lý tưởng để nhóm bạn trẻ của chúng ta có thể khám phá nhiều điều thú vị hơn. Bạn có thể lái xe đi lòng vòng mà không sợ lạc đường, bởi cả đảo chỉ có một con đường, với một bên là núi non hùng vĩ, một bên là biển xanh thơ mộng. Bạn nhất định phải ghé thăm một đảo nhỏ nằm lọt thỏm ngoài biển, được nối bằng một con đường nhỏ. Từ vị trí này, bạn có thể nhìn toàn cảnh Hòn Tre Lớn từ phía biển, rồi được trải nghiệm cảm giác hòa mình vào không gian yên tĩnh, có nắng vàng, biển xanh và gió biển lồng lộng. Trí ơi, nhìn qua thì Khanh chỉ thấy là đảo Hải Tặc rất đẹp và rất là hoang sơ thôi, nhưng mà thực ra là không có cái gì có vẻ ăn nhập đến cái tên là đảo Hải Tặc hết. Nhưng mà thực ra Trí nghĩ gì này nè, với cái tên đảo Hải Tặc á, nó cũng đã tạo một cái sức hút riêng cho hòn đảo này rồi, bởi vì là nghe tên thôi là người ta đã cảm thấy kỳ bí nè, hấp dẫn và lôi cuốn. Cái đó thì đúng, nhưng mà nguồn gốc của cái tên Hải Tặc thì ở đâu ra? Thực ra thì Hoàng Trí được biết á, là có rất nhiều giai thoại xoay quanh hòn đảo này với cái tên gọi đảo Hải Tặc, bởi vì là ngày xưa thì hòn đảo này nằm ở một cái vị trí đó là giao thương qua lại đường biển rất là tấp nập.
học nè, mà nó nằm khuất nữa, cho nên là những cái toán đã cướp biển ấy, họ lại lựa chọn đây giống như là một vị trí đắc địa mai phục nè, để tấn công những cái đòn buôn. Và hơn hết ấy thì còn có những người lại chia sẻ rằng là có những cái thông tin trên đảo này lại cất giữ một cái bản đồ 300 tuổi đó, nơi ẩn chứa một cái bản đồ kho báu mà trước kia thì cũng đã có những cái toán người nước ngoài đã xâm nhập với cái mục đích là để truy tìm cái kho báu đó. Thực ra Khanh nghe đến bản đồ kho báu, Khanh cũng muốn lên đảo để Khanh tìm cái bản đồ này nữa. Nhưng mà đó là những câu chuyện cũng như là những truyền thuyết mà có vẻ như là đã xưa cũ lắm rồi. Còn bây giờ thì đảo Hải Tặc có gì nhỉ? Thực ra thì đảo Hải Tặc như Khanh đã thấy với cảnh đẹp nè, ngày nay thì biển xanh, nắng vàng và rất nhiều những trải nghiệm thú vị. Bằng những chiếc thuyền của ngư dân, bạn có thể khám phá 16 hòn đảo của quần đảo Hải Tặc và trải nghiệm những dịch vụ mà người dân địa phương ở đây sáng tạo ra để phục vụ du khách. 100.000 một người cho một tour khám phá với các dịch vụ tham quan các đảo, lặn ngắm san hô, câu cá hay thăm các bè cá. Ba bạn trẻ của chúng ta chưa sẵn sàng để lặn ngắm san hô, nhưng không sao, chúng ta sẽ được khám phá đại dương cùng với nhóm bạn trẻ đến từ Đại học Y Dược Cần Thơ để xem họ sẽ nhìn thấy gì dưới lòng biển nhé. Biển đẹp, hoang sơ, các dịch vụ có giá cả phải chăng là tiêu chuẩn cho những du khách trẻ thích phượt hoặc dã ngoại nhóm? Có nhiều lựa chọn cho bạn khi đến đảo Hải Tặc. Bạn có thể đến hòn Kèo Ngựa, Chiến Vàng, hòn Tre Vinh, hòn Gùi, hòn Ụ, hòn Giang, hòn Đước, hòn Đôi Mồi hay hòn Tre Lớn. Nằm trong tour khám phá thăm bè cá của người dân là một trải nghiệm bạn không nên bỏ qua. Từ khoảng 10 năm qua, nghề nuôi cá biển, nuôi bè đã phát triển mạnh trên vùng đảo Hải Tặc. Hàng trăm hộ dân đã đầu tư đóng bè nuôi cá mú và cá bóp để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa. Người dân ở đây rất hiếu khách, vì thế bạn đừng nên ngần ngại gì khi tham quan hoặc thậm chí có thể mua cá về làm quà với giá rẻ hơn rất nhiều so với ở chợ. Đến đảo Hải Tặc mà không thưởng thức hải sản thì thật là một thiếu sót. Hải sản của đảo Hải Tặc được mệnh danh là tươi ngon và rẻ. Bạn có thể dừng chân ở bất cứ một quán ăn ở ven bờ biển đã có thể tìm thấy cho mình những món hải sản nổi tiếng của vùng biển này. Với các loài hải sản như nhung, xà tô, ghẹ, cua đá hay còn gọi là khúm. Ngồi bên bờ biển yên bình, tự mình nướng hải sản và tận hưởng gió biển trong lành sau một ngày dài tham quan trải nghiệm. Còn gì thú vị hơn đúng không nào? Oh, it's great. It's everybody is really nice. It's just really beautiful. It's everything I expected and even more. Thưa quý vị, đảo Hải Tặc không chỉ là cuốn hút chúng ta bởi khung cảnh hoang sơ và đẹp đẽ đâu, mà đặc biệt hơn là về con người nữa, với sự nồng hậu nè và mến khách. Và chúng ta cũng chỉ cần khoảng thời gian là một ngày thôi là đã có thể là khám phá toàn bộ trên đảo. Bên cạnh đó là có rất là nhiều những trải nghiệm thú vị rồi. Để quý vị có thể thiết kế cho mình những cái tour du lịch đến với đảo Hải Tặc thì ngay bây giờ không thể bỏ qua thông tin mắt nhỏ. Cách thị xã Hà Tiên 27,5 km, cách duy nhất có thể đến quần đảo Hải Tặc là di chuyển bằng tàu. Sẽ có hai lựa chọn cho bạn, đó là tàu thường và tàu cao tốc. Di chuyển bằng tàu cao tốc Dreamliner A1, bạn chỉ mất khoảng thời gian 30 phút, mỗi ngày có từ 1 đến 2 chuyến tàu. Vào mùa cao điểm du lịch được tăng cường thành 3 chuyến, chuyến 8 giờ 30 phút, chuyến 9 giờ và chuyến 13 giờ. Tàu cao tốc là sự lựa chọn phù hợp cho những hành khách không có nhiều thời gian để ở lại đảo, phải đi và về trong ngày. Tàu được trang bị máy lạnh, nhà vệ sinh, TV và cũng là sự lựa chọn an toàn cho du khách sợ bị say sóng. Di chuyển bằng tàu thường bạn mất khoảng 90 phút di chuyển. Có 3 hãng tàu thường cho bạn lựa chọn là tàu Hương Xưa, tàu Minh Nga 2, tàu Bảo Thiên với 3 chuyến mỗi ngày, 8 giờ 30 phút, 9 giờ và 14 giờ 30 phút. Quý vị
thân mến, như vậy là với gợi ý của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không cần chuẩn bị, thứ nhất là quá nhiều tiền này, không cần phải chuẩn bị quá nhiều thời gian rảnh đâu, vẫn có thể rủ ngay bạn bè lẫn người thân của mình đến tham quan và có một chuyến đi cực kỳ thú vị tại một vùng biển đẹp. Thực ra thì không biết là với Khanh như thế nào, nhưng mà ngày hôm nay thì Hoàng chỉ sẽ nốt vào địa điểm này của chương trình để thực hiện cho mình những cái chuyến đi thú vị trong tương lai. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Tôi Đời Việt Nam đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại.